Mình các bạn chơi cùng. Có cả Odin nữa. Với cả hai bạn kinh chat thì nên là game đầu nó cũng tương đối khó khăn. Mà không sao, anh vẫn gánh được với cả con mang kinh của anh. Giải thích nhẹ với cả anh em ở trong này, cũng trong này cũng ít anh em thôi, mình cũng bảo là bọn mình có cái group nhỏ là group gia đình 500 group family. Thì nếu mà anh em hỏi là câu chuyện là có được chỉ nhau hay không, câu trả lời sẽ là không. Bọn mình sẽ kiểm duyệt bài cũng như là bọn mình sẽ xóa bài Tất nhiên là nếu mà có chỉ nhau. chỉ nhau gây gú các thứ thì tất nhiên là group thì không để những cái như thế được. Nếu anh em gọi là gà keo gà kiểng thì anh em nên có thể lên thẳng group Dota đi, chứ riêng group của 500 thì điều đó không được. Nếu là Dota 2vn hoặc là Dota 2 community thì mình không chắc lắm là có được hay không. 500 thì là một cái group mà có rất nhiều các anh em từ những thể loại game khác nhau. Dù sao mình cũng làm khá khá game, nên là anh em có thể thảo luận về game được. Có thể là hỏi thăm về cái tình hình của các caster, những cái chia sẻ của anh em, cảm giác anh em thế nào. Thế thì đại để là cũng... Đấy, mình cũng chỉ nói lại một lần thôi. Có lẽ là cái bài viết của bạn kia thì đã do một người khác kiểm duyệt, không phải mình. Nói chung là nhiều người kiểm duyệt lắm, nhưng mà có thể đang tắt cái chức năng kiểm duyệt chứ nhỉ, Hình như thế. bởi vì đợt trước là mình cũng không để, xong rồi sau mình mới bật lên. Tại vì group bây giờ bị kiểu bị nhiều người quá ấy, nếu mà để kiểm duyệt thì cũng hơi buồn cười. Group bây giờ cũng khoảng 40.000 thành viên rồi, nếu mà anh em bộ phận fan của 500 Road Dota mà có tham gia thì bọn mình cũng rất vui lòng nếu mà được duyệt thôi. Một số anh em đã vào rồi, mình cũng đã duyệt rồi. Đây có giao tranh xảy ra, Boxy. Không, sếp anh ta đu cây về thành công thôi, đã phải tăng cho mình vào một điểm đu cây rồi. Tôi bảo những anh em xem kênh 500 Blood Dota 2 thì không phải là quá nhiều. Thế là thi thoảng cũng có một vài anh em là lên gọi là 500 Blood Family bot bài về Dota thì mình cảm thấy rất là vui. Nhưng mà mỗi tội là hơi đen một tí thì toàn mấy ông vào chửi, chẳng thấy ông nào khen cả. Toàn vào chửi bới làm gì hết lên. Nào thì chửi là tại sao lại không solo cast. Rồi thì một lúc sau lại chửi tại sao giải này không cover. Tương đối là mệt mỏi. À, cái bài mà bà đấy là cái văn sớ trông khá là vui, nhưng mà mình thì cũng không đọc được tại vì là không có chấm phẩy, đọc hơi mệt. Sẽ là ba rune này bên phía team OG thôi, à chính xác là team Liquid thôi. Cái tôi vẫn có bảo là Busku mà tôi sủi đâu, không có anh em nào lên lên Viking đâu. Đấy anh em thích thì anh em lên đây. Lên đây rồi sủi sau cũng được mà. Cần gì phải sủi Xem luôn đâu nào, đúng không? Liquid họ khởi đầu tốt hơn với ba cái bao ti, trong khi đó vừa chỉ một thôi. Kèo mít này như nào nhỉ? Còn Rớt hơn, rớt đam hơn. tay to hơn. Và khả năng spam đến từ rớt cũng là tốt hơn so với cả Oracle. Oracle thì cooldown lâu hơn một chút. Sẽ là một cái creep đầu tiên hoàn thiện này bên phía của Koi'va thôi, nhưng có vẻ là bị deny mất một con creep này gần thì phải. Và đang cố gắng dí vào, anh ta chỉ để deny thôi, không dám đấm đầu tiêu ở trong trụ. Anh ta mà đấm thì trụ quay sang bắn thì con rớt này sẽ mất rất là nhiều máu. Viking thì Sẽ phải là hết tháng này, trước đúng mắt là hết rồi, tháng này anh em ạ. theo chỉ thị hình như là phải hết tháng này, khoảng độ chưa biết, còn tùy vào dịch nữa. Cái đấy là một cái khó nói anh em ạ, rất là khó nói. Viking đóng cửa thì tất nhiên sếp bọn tôi bị ảnh hưởng rất là nhiều. Anh em có biết một ngày doanh thu của Viking rất là lớn và cái tiền thuê mặt bằng của Viking nó cũng rất là cao. Không biết là tòa nhà có giảm giá không nhỉ? giảm một chút thì có vẻ như sẽ là hợp Không lý biết hơn. nữa. Trên này sẽ bị dí vào rồi và đó là first blood để có Mikkei. Với một con gọi là Bristol Back Carry thì Tủ đấy, tủ. thay đổi tủ của Mikkei. Đây là chiến thuật tủ của Liquid. Bristol Back cũng như là một con Kitter Light, trong thêm một con ma ở cái Land Orb nữa, một chiến thuật cực kỳ tủ. BB và rớt. Thật sự luôn, một con BB mà càn được thì rớt đứng sau giật free rất là đau. Dưới bot này thì Madara anh ta đang farm được và cũng tốt. Boxy làm gì vậy? Có lẽ là mid click. Mid click rồi. Bảo rồi, không để quick cut chậm thì làm sao mà gọi cái tình huống gọi là cancel kịp được. Ở đây thì mid rõ ràng no tail, spa thi spa mana và một con Zeus thì cũng hơi mệt. Zeus vẫn là người có lợi thế hơn về cái lượng đam tay. Mà lượng last hit deny thì có vẻ như là đang khá cân bằng. Trên top này Seth đang tương đối khổ, nhưng anh ta có level rồi. Có level 3, 2 điểm Red Diamond là bắt đầu là ổn rồi. Bây giờ level 4, tăng thêm một cái team ở trên nữa là ok. Đi lane được, có thể là sẽ không farm được nhiều nhưng anh ta sẽ lấy được cho mình level. Ở đây tiếp tục bị dí ở Mikkei rồi, cố gắng đu cây về rồi. Mikkei, cái con, cái vấn đề là cái con Keeper này búp rất là khó chịu ấy. Khiến cho con Bristle Back này nó không thể nào mà hết mana được, trong khi đó thì Boxy cũng bị dí và khá đau.
Foxy ở một cái lane như thế này thì có lẽ là anh ta sẽ làm được thôi. Hơi nguy hiểm, anh ta còn sau hết cái turn clip này có lẽ là sẽ ăn bình máu thôi. Earthshaker ra mid rồi, có fixer để bluff. Noteo không làm gì được Noteo cả. Cái lượng máu của Noteo đang là quá lớn. Quava thì mana không phải là quá nhiều. Sẽ là có bottle sớm thôi. Rình dập con gà nhưng mà bị phát hiện bởi con clip rồi. Và Noteo cũng cẩn thận để con gà ở đây thôi. Noteo đã lên một cái stick rất là sớm, đảm bảo anh ta lượng stat cũng như là khả năng regen được khi mà rớt vào con hero spam rất là nhiều. Trong khi đó thì Saksa di chuyển vào bị Taiga bắt gặp ở đây rồi, sẽ là leak XP của Saksa mà thôi. Chủ yếu là phá, không cho con Enigma này farm dùng thoải mái. Sếp đây cố gắng đu cây đi đấy, nhưng mà Isania khó chịu nhở. Thật sự là rất khó chịu. Anh ta sẽ không giết được đâu, nhưng mà cứ đi theo làm phiền thôi. Vâng, rất là khó chịu. Và bây giờ thì Sếp sẽ không thể làm gì được con Keeper Glide này. Isania né rất tốt. Thì cái này Sếp sẽ không vào được đâu. Anh ta đang cố gắng kéo một quay clip nữa. Hơi tham quá không. Bistleback thì anh ta tận dụng cái bãi rừng này để tăng hộ, cũng như là sẽ là farm thêm cả rừng luôn. Sẽ là rất giàu đến từ cái con BB này. Một nhổ gai nữa và ăn cho mình rất nhiều creep. Thực sự là như vậy. Ăn trọn vẹn cả bãi rừng lẫn cái bãi quái ở land luôn. Và mang rất là nhiều đồ regen lên. Và Mikkei sẽ không ngại mà tình huống muốn ăn vào vị trí của Sếp đâu. Nếu mà cần thiết Blinding Light lần nữa chăng. Ở đây Taiga mua thêm mắt, nhưng anh ta bị phát hiện bởi một cái warp cắm ở trên đồi cao bên phía OG rồi. Taiga muốn cắm mắt ở đâu đây? Sau trụ. Có lẽ là sau trụ. Vâng, Noteo biết điều này rồi. Thói quen của Bình Bot, Bình luôn. Bình là nhanh luôn. Bình trước khi con mắt được đặt xuống luôn. Đây thì Isaria lại còn tiếp tục đi phá vào Saksa cơ. Nhưng Sếp cũng đã có những Riling Death rồi. Cứa là khá đau vị trí Bristleback. Và Bristleback ở đây muốn hướng tới mục tiêu khác dễ ăn hơn. Đó chính là một Enigma. TV thôi. TV về. Sẽ là TV được rồi. Taiga mới chỉ có trong level 1, level 3 đi thì may ra còn cản được. Dưới bot thì Sume cố gắng đi ăn cái Rune Party nhưng không thành công. Và như vậy thì đang là 3 dành cho Liquid rồi. Và vẫn còn một cái ở sâu trong rừng để cho Liquid lấy. Tình huống này thì Boxy hơi khó. Làm con gà thôi. Hất con gà, ok gà. Đây rồi. Một Sumail TP cách nhà quê trước mặt của Boxy. Và Boxy sẽ có cho mình một mạng ư. Hết mana có lẽ là không giết được. Nhưng mà rớt 6 rồi. Và rớt thì chỉ sờ tích và ăn cái cục mana thì sao. Nhưng mà không. Ở đây thì 200 máu rồi, khó. Sumail đã hồi được cái lượng máu lên rồi. Khá là đáng tiếc, nếu mà qua ba đủ mana thì có thể là lấy được thêm mạng của Sumail rồi. Anh ta phải đấy là Sumail cố gắng TP ra mid để backup cho Noteo. Nhưng mà Noteo thì không kịp dài, Noteo đã chết và anh ta cũng bị giữ lại. Chắc chắn phải lên cho mình một cái Vessel thôi, Oracle TP mid thì sẽ lên Vessel. Đây thì Koiva bị stun vào bởi cái đó là skill 1 tới con Enigma, bị trói chân lại rồi. Mất rất nhiều máu từ Koiva, chặt stun là hợp lý nhưng mà không cắn stick. Đấy là cơ bản là cái stun thì stun vào Noteo hay hơn, cắn stick thì là sống đúng không? Đúng rồi. Trong khi đó thì ở trên top thì một lần nữa hai thành viên phía của Liquid là cái con Kitter Alive và BB đã lấy được mạng của Sếp rồi. 3-1 dành cho bên phía Liquid. Giờ lượng đam tay tới Mikkei là khá to rồi, anh ta sẽ lên cho mình cái hút trước hợp lý thôi. Phía đối phương khá nhiều đam phép. Có một pha vẽ ra đến từ Quava, anh ta muốn kiểm soát cái khu vực này, không muốn cho cái con Enigma này farm. Taiga cần phải có level đã. Trong khi đó Boxy vẫn đang khá ổn ở cái lane của anh ta, mặc dù là hơi thọt XP một chút so với cả Madara. Có lẽ thế này là cũng ổn rồi, gần như là anh ta đi một mình khi mà Earthshaker chỉ đi roam thôi. Tiếp tục là ra mid đến từ Taiga. Nhưng mà lần này Noteo có ơn. Một chặt có ơn đấy, Noteo có ulti. À không, chưa tăng. Một điểm, hai, giữ một ba, điểm. Bốn, năm. Giữ một điểm, vẫn giữ lại chưa tăng. Đây cái trọng, khi mà em có 3 điểm thì em deny con tay dài cực kỳ là khó chịu. Đây là em chỉ cần bấm vào bắt đầu. Cái trò đánh con Oracle này có level deny tay dài khó chịu lắm anh khá em khá ạ. Khá là vất dậy đấy. Tôi đánh support con này nhiều thì tôi cũng biết. Trong khi đó ở đây thì sao đây, Saksa bị tìm vào rồi. Sẽ là đi thôi nhở. Đi rồi. Sùa. Có cả Blind Light đẩy về. Đẩy hơi xấu ở đây. Vẫn sẽ chết thôi. Vẫn sẽ phải nằm xuống nhưng mà Taiga trông chưa. Không lành lắm đâu. Chưa chết khi mà có một con Wintervin với cái câu Embrace vẫn có thể cứu về được mà không ai chết cả. Sumail đang là người nguy hiểm anh ta. Sumail này hơi lỗi nhở.
Sumail đã đi rồi, phải lùi về. Taiga vẫn đang câu kéo được thời gian, bây giờ có rất di chuyển vào một cái lưỡi cưa là chính xác, nhưng sếp cũng phải nằm luôn. Taiga cũng vui lòng thôi, anh tặng hết máu về được. Sumail có vẻ là không quen đánh support lắm, anh đã hết skill rồi, không còn bay, không còn có cho mình cái câu MRA mà anh đã đứng trước mặt một con BB. Một con BB đã sở tách rất nhiều vào ulti rồi và chỉ cần là ba đấm một sút thôi. Nhưng mà em nghĩ là cái việc mà bây giờ bỏ cái rune regen với cả cái rune DD ở thời điểm bắt đầu là hợp lý ấy. Hợp lý. Ngày xưa cầm một con Kunka ra biết cứ nhìn được cầm cái DD nó chán lắm rồi đấy, kiểu bị hợp lý đấy, để cho game đầu nó cân bằng, bởi vì cái việc mà hai bên đang cần mid, tự nhiên một ông ra ăn được cái rune regen ở phút thứ hai thì nó làm cho quá nhiều lợi thế, làm cho cái người mà ăn cái rune regen gần như là thắng mẹ mid luôn. Chửi vậy, sorry anh em, gần như là thắng mid luôn, tôi bức xúc quá ấy. Tôi có thế là em thì đi mid một con Ember Spirit, nó đã thua con Kunka rồi, tự nhiên thấy Kunka bác là cái DD của cảm giác bị chán đấy, không muốn đi mid luôn, đi vào rừng luôn. Network thì sao, một con BB nó xanh quá, top 1 network rồi. Tiếp theo ngay sau đó làm con rớt trong tài của Ava, có cho mình đó là một cái rune Arcane à, ok. Chỉ vậy tí. Tôi anh em biết rồi đấy. Tôi thì cục. Không, cục tôi chỉ vậy bao giờ là tự nhiên lại bức xúc quá nên thành ra là lỗi mồm thôi. Ở đây thì sếp tiếp tục bị dí vào rồi, cưa ra thì cũng không ảnh hưởng đến Mike đâu. Mike sẽ dí không được rồi, Mike ở này vào bẫy rồi. Anh ta có 20 trà sử tích chưa chắc đã giết được anh ta đâu. Vẫn rất đang rất khỏe. Rất khỏe luôn đấy. Giờ thì quay lại và muốn dí vào cả sếp luôn, sếp tung cưa là sai rồi, chật rồi. Isania sẽ hướng vào Saksa và Saksa lên bảng điểm số dominating. Rốt thì đang muốn xuống bot để có thể bắt vào vườn của Marara, nhưng Marara thì cũng đã tẩu thoát về thành công rồi. Trốn rất kỹ. Sẽ là đi farm rừng thôi. 6-2 dành cho Liquid, chưa đến 10 phút mà họ đã dẫn cho mình 3k network rồi. Bên phía của team OG họ còn mất cả một hai cái outpost này. Bounty rune thì sao? Bounty thì có lẽ là phút thứ 10 này thì bên phía của team OG cũng chỉ có một thôi. Họ mất nhiều thứ quá. Mất outpost, mất bounty, mất cái khoảng farm dành cho một con carry. Chôn phải farm rừng. Với cái lượng đồ này anh ta sẽ farm không nhanh được. Farm chậm, farm rất rất chậm. Ở đây thì bắt đầu có những cái stack rồi. Có những cái bãi stack Anson dành cho Bisselback rồi. Cái thế trận cũng như là cái lối chơi nó đang bên phía Liquid họ đang lấn lướt hoàn toàn luôn. Isania bắt đầu được tách ra để có thể có cho mình lượng item rồi. Một con Cotone thì có lẽ là ba sơ với cả một cái Fox Start. Nếu mà anh ta cảm giác tự tin với khả năng di chuyển của mình thì lên Fox Start luôn, không cần ba sơ. Xong rồi Etherland hay là lủng gì đấy, Glimmer. Sắp 5 thì Fox Start. Xong rồi sắp endgame thì đóng cục game vào, thấy là ok. Vậy là đủ rồi. Marara thì di chuyển lên trên này nhưng mà đối đầu với cả Mike thì cũng không vui lắm đâu. Một con BB nó rất là khỏe. Phàm không trượt con nào, thử thải phong pháp tín thế. Đam 110 cộng 110 thì trượt kiểu gì hả em? Khó trượt lắm. Đam quá to. Người boss này thì sếp, anh ta bắt nạt được Boxy này. Còn Boxy lách là khéo luôn. Mấy cái ông Phần Lan là đánh cũng khéo đấy. Sếp bắt đầu khả năng có thể tăng được trụ rồi, nhưng lượng đồ của anh ta là chưa có. Sếp chưa có hút nha. Bây giờ rớt di chuyển xuống thì có thể anh ta sẽ chết với cái lượng nam phép cực kỳ lớn đến từ con rớt đấy. Thậm chí là Taiga đã có mặt ở đây rồi, sẽ có rất nhiều CC và thêm một cái Bracer cũng như là một cái cành cây nữa thì cũng gia tăng được lượng máu lên đấy. Cây dành cho Timber là một đồ rất là hay. Anh ta có thể gọi là Timber trên đi đâu cũng được. Không, cái cây này không phải là item 2 mà đây là item mất dậy thì con hero này. Húc thẳng vào người Bossy rồi cắm cây ra. Xem nào, nhìn này. Anh ta định làm trò đấy rồi đấy. Tôi tin là như vậy. Nào, làm không? Nào, làm không? Không phải 33 rồi. Không phải 33 rồi, nhưng mà đây thì ghim được vào vị trí của đó là sếp. Nhưng mà sếp không, chỉ muốn deny trụ cho được Boxy thôi. Boxy có sức cường. Và như thế nào đây? Không đánh trong tình huống này, khá là khó chịu. Và cả hai team thì không ai quan tâm đến hai ông này cả. Cứ tự chơi với nhau đi. Châu bò đánh nhau rồi, cứ tự đánh nhau đi. Bởi vì đây là một pha ăn stack rất lớn tới Mike rồi. Nên cốt anh ta nhìn xem. Một con BB nó đang vượt trội hoàn toàn. Ở đây phát hiện ra rồi. Nhưng mà làm gì đây khi mà Earthshaker đã tách ra rồi. Sumail không thể win the cut được nữa. Và cái bãi sở tách này thì bên phía Liquid cũng ăn gần xong rồi. Vẫn còn hai con to đấy, nhưng mà liệu có là được không? Ăn được một con to rồi.
cái công trình khá là đáng kể tới bên của Liquid. Giờ Sep sẽ là người bị dí vào, anh ta vẫn còn cái cây, có thể bỏ trốn được đấy. Bảo đồ xong rồi, Taiga từ trận đầu tốt nhưng mà bây giờ cũng cần phải bỏ chạy luôn. Có Nautel ở đây, Nautel cứu được. Và Winter Vân cũng cứu được, bởi vì Liquid họ biết điều đó và họ lùi về. Isania bỏ mạng lại ở khu trên top thì phải, đó là solo kill, solo kill rồi. Solo kill. Đấm chói phát là ulti luôn. Có lẽ là anh tạo tiếc ulti phải, nếu mà dùng ulti thì có lẽ là anh ta sẽ không bị solo kill đâu. Nhưng mà thật ra để mà bảo là dùng ulti mà để chạy thoát không thì không hay lắm, để là giành combat sẽ là hay hơn. Sắp năm thì nên là như vậy, đặc biệt là thời gian hồi sinh bây giờ cũng không quá lâu. Nếu tê có gì rồi, cần phải gấp rút hoàn thành cho mình cái vessel. Không, rất khó đánh với cả một con BB, thật sự là như vậy đấy. Khi mà có vessel thì thật sự là cái con Oracle núp đam rất rất mạnh. À, hình như là cái trận đấu mà Sumail cầm con Oracle là trận đấu bên phía của team EG, họ lật kèo khi bị Mega bằng những cái Dragon thì phải. Nếu mà tự nhiên tôi nhớ ra, không chắc lắm anh em ạ. Trận đấu này thì Sumail không cầm, mà lại là Nautel. Nautel thì chưa cho thấy nhiều tác dụng đến từ cái con Oracle Dimit này. Muốn focus vào người của Sumail nhưng mà cái lượng đam là không đủ. Anh qua và quyết định là không sử dụng cái ulti. Anh ta có Etherland rồi. Sẽ là gì tiếp theo? Giày bay để có thể farm nhanh hơn, di chuyển tốt hơn, hay sẽ là thẳng một cái gậy xanh luôn? Cá nhân mình thì thấy lên giày bay thì hơi tham. Có thể lên gậy xanh có sờ mốc nhưng mà cái sờ mốc hình như là hơi lộ thì phải. Và các thành viên bên phía của team OG họ đang di chuyển lên top. Nhưng ở trên top này chỉ có một con Kitter the Light thôi. Có lẽ là lấy mạng Kitter the Light sau đó là ăn trụ thì là tuyệt vời nhất. Đây rồi, sẽ là Willow Whip ra để thu hút Madara luôn. Xong rồi, Isania bỏ mạng lại nhưng Chon Gulot có vẻ cũng sẽ là như vậy luôn. Madara không có ultimate. Madara không, đây là một Winter Cup khá đẹp và có ulti được búp từ Oracle rồi. Nhưng mà những người còn lại thì rất ít máu và sẽ là bỏ mạng lại Winter Wyvern trước. Madara cũng sẽ nằm xuống thôi. Khi mà lượng down từ Mikkei là rất lớn, Madara sẽ phải chết ở đây thôi. Thêm một lần nổ gan, có ulti cooldown kịp rồi. Mikkei đang bị gõ liên tục đằng sau, đọc một kill rồi coi và Mikkei bị kẹt nhưng lượng hồi máu tới từ con Oracle là rất lớn. Sep cũng phải bỏ chạy luôn. Và giờ thì Saksa liệu có may mắn được như vậy không? Anh ta TP rồi nhưng mà có một G tới rớt và đó sẽ là Saksa bỏ mạng lại dưới một lưỡi giáo tới từ vị trí Bossy. Sep đang bị đuổi theo. Lượng mana còn lại là không nhiều nhưng anh ta còn có cho mình đó là cái Sun Ring nữa. Cắn Sun Ring lên, đu cây ra không đấy, đu cây đi rồi nhưng chưa mà Bossy không có giáo. Ngọn giáo này, không có ngọn giáo thì có lẽ là nên bỏ đi. Bossy có găm giáo thành công và đây sẽ là cái mạng của Mikkei. Mega kill dành cho anh ta rồi. Coi vào vẫn muốn đuổi theo, có ngờ và sẽ là giật luôn hay không đây, là giật cả C nữa luôn và Nautel được đóng tủ băng lại nhưng mà sẽ là không thành công trong công việc đào thoát đâu. Không còn Winter Cut nữa và Nautel cũng sẽ phải lên bảng điểm số và đó là mạng Isania tiếp tục chase vào. Sumail cũng phải lên bảng điểm số luôn. Double kill đến Mikkei, thậm chí là cả Chon Gulot cũng bị đe dọa luôn. Madara di chuyển ra nhưng anh ta bị khóa tay và buộc phải lùi về một lần nữa tống trên đấu trước. Bên phía OG họ có bát thua, họ sống dậy, họ TP ra và họ lại chết tiếp. Rõ ràng là Liquid họ không muốn để cho bên phía OG đạt được mục đích của mình. OG sờ mốc lên top. Ý định của họ là giết cái con Kitter the Light ăn trụ. Nhưng mà các bạn thấy không? Vừa mới sờ vào cái con Kitter the Light là 4 cái TP luôn. Tuy là Kitter of the Light cũng chết đấy nhưng anh ta đã kịch báo lại một cái ulti rồi. Một cái ulti là đủ để giúp cho những người đồng đội của anh ta lấy được cái combat. Bristol Bach thì bây giờ sẽ không sợ cái Spirit Vessel nữa khi mà từ từ đã sắc xa bị bắt lại đây rồi. Một giật và đó là coi và anh ta đang hướng đến cho mình cái Lotus rồi. Bây giờ Vessel không ăn thua, Vessel là sẽ dùng Lotus ngay. Vô vọng rồi. Oracle Limit thì đúng là mục đích biểu diễn. Siếc. Siếc. Đúng là siếc. Sếp có lẽ lâu không chơi Dota. Anh ta không biết dùng cái cây này để mà có thể sử dụng cái team trên hiệu quả nhất. Có four star trên người Isania rồi và có cả Willow Whip nữa nhưng mà có phải Liquid họ côn thì con này là không đánh rồi. Thiếu người, Earthshaker, Zerg cũng như là Ma thì đều không có ở đây, chỉ có hai thành viên thôi. Thế nên Liquid họ quyết định là đánh chậm lại an toàn. Bắt đầu là có những cái TP rồi. Earthshaker với việc có cho mình 3k3 network thì chưa khó rồi này. Khi mà anh ta chỉ có một cái giày máu thôi vẫn đủ bờ linh. Vẫn mà có thể có chặt được. Ở đây thì Taiga một chặt vào hai người rồi và Mikkei đấm liên tục vào mặt của Madara. Nhưng mà Nautel đang bảo đảm là việc là Madara anh ta sẽ lùi về được. Dưới bot này thì hai thành viên của team Liquid đang rình rập ai vậy? Họ đang muốn bắt vào một thành viên là đi lẻ chăng? Quava thì di chuyển ra mid để có thể dead rồi. Nếu mà cứ đánh như này thì có lẽ là không ổn dành cho bên phía OG. Khó đấy, bởi vì con Chon này nó đang thọt quá. Thật ra con rớt càng về lên cũng càng mạnh mà. Chon thì cũng chưa hoàn thành được cho mình Fury. Rất là khó. Nghèo quá. Fury bây giờ đấy, không có Fury thì
Chôn làm sao mà farm với một con BB luôn luôn được một con Kitter Tag búp cũng như là có những bãi stack action được. Sếp ơi. Sếp ơi, đây rồi, hết mana. Nhưng mà một chặt Fisher nhưng mà mỗi tội là trên CC này là không ổn rồi. Sếp sẽ là thoát được trong tình huống này thôi. Cắm cây ra thì chỉ để trêu thôi. Bây giờ đu xuống vào vị trí của Taiga. Taiga sẽ rất khó để chạy đi trong tình huống này. Nhưng mà còn Blink sẽ đi được rồi. Eco chăm và giờ mở cái lồng ra không hay lắm. Taiga vẫn thoát được trong tình huống này. Chặn cái Fisher ra sẽ là khá đẹp. Và bây giờ thì Willowis cũng như là ulti của Zerg kết thúc đi hai mạng rồi. Nothale cũng đã nằm. Và Sếp sẽ phải sinh tồn trong tình huống này. Vâng, một sinh tồn một mình chống mafia, một đuổi bốn, một squad đuổi ra sau lưng. Và Sếp bây giờ anh ta chạy đi đâu đây? Sinh tồn này không có cho mình lo first aid kit. Trong khi đó thì ở đây Madara bị bắt lẻ một thành viên bên phía team Liquid rồi, và Madara sẽ phải nằm xuống mà thôi. Bắt ulti thôi, nhưng mà bây giờ thì con BB bay đít lại và khóa tay nhìn xem một con chôn nó đang bị dắt đi như tất là rất cún. Thật sự là như vậy. Wicked Six dành cho Mika, cảm giác nếu mà tôi là chôn thì tôi buông chuột luôn. Trận đấu này thì cái hốp nó còn cảm giác không còn dành cho bên phía của OG. Trận đấu trước thì ok, họ vẫn có một combat thắng để có thể comeback. Trận đấu này thì khó quá. OG họ nhận tham gia giải đấu này nhưng mà họ đang siếp. Thi đấu for fun thì siếp mà họ đang là nằm tiền cướp áo xanh thế nhá. Giải này cảm giác dễ dự đoán đấy nhở, cứ ông nào gọi là thắng cái một thì đánh cái mấy cái hai. Dễ đánh thật. 14k network sau 19 phút thật sự nó quá nhiều để mà có thể comeback. Con BB này thì bây giờ không sợ ai nữa rồi, cảm giác như bây giờ đấy. Bây giờ đâu tê anh ta cũng không lên nổi cái trạc vessel nào bởi vì team anh ta có giết được ai đâu. Họ nhìn thấy ai không? Không nhìn thấy đâu. Xác sai chưa khai trương cái Blink cũng như cái Black Hole của mình trong trận đấu này. Quá khó khi mà con ES nó cứ chăm nó đỡ cái đấy mà rồi. Thấy mắt nhau nhưng mà Sếp và Taiga sẽ là bỏ qua nhau thôi. Bây giờ thì sao đây, cắm cái cây ra để trêu lốc được lên rồi mở đấu trường và thế là một pha găm không thể nào chính xác hơn được. Và đó là mạng của MVK. Xác xa đây bị bớ rồi. Cũng đi rồi. Đi rồi đó. Cancel Blink có Sumail ra. Tuy nhiên thì Boxy lên lùi, đồng đội anh ta không có mặt ở đây, sẽ lùi lại thôi. Dưới bot này thì Sếp đang muốn bắt vào người Taiga chứ khó lắm, không thể. Taiga là một người sử dụng Blink rất thông minh, hãy nhớ là như vậy. Chôn thì đấy, hì hụi cũng đã farm được cho mình một cái Fury rồi. Hướng đến một cái Silver Edge để counter lại cái con BB này. Ok, quyết định là chính xác, nhưng mà cái lượng tiền để mà anh ta lên được cái món đồ đấy nó rất là nhiều. Bây giờ ăn đồ san thôi. Đô San có ma tăng này, có trừ giáp đến từ BB và lượng đam BB rất là lớn, ăn sẽ tương đối nhanh, không phải là quá lâu. Rớt thì có gì rồi, dậy xanh chắc chắn, dậy xanh sẽ hay hơn một cái dậy bay. Trong khi đó Oracle thì mới cũng chỉ hoàn thành được cho mình đó là cái vessel thôi, và anh ta thì không có mạng để mà có cái trạng nào cả. Vậy thì Isania sẽ đào thoát thành công. Ừ không, sắp xa Blink theo, có phải Isania đi không tìm ngay rồi. Bài thang cho Andosan chứ. Xong rồi, ok. Đi. Một cái chiếc chất lốc được. Lốc thành ma á. Đấy, và lại anh đang lốc Oracle lên ở trụ đấy, em không nhìn thấy đây à. Đây thì sẽ là mở cả đi bớt ra rồi và Sếp trông giống là đi rồi. Đi đâu đây? Đu cây đi đâu? Đi đu đưa. Và Mike sẽ là người ăn mạng rồi, godline anh ta rồi. Đấu trường bên trong này giữ chân được rất nhiều thành viên, đó là vị trí của Nothale. Nhưng mà Boxy thì không có một mạng nào cùng đọc cả. Madara thì đang cố gắng sờ tách cái bãi rừng này để farm. Nhưng anh ta cũng gửi thấy mùi là các thành viên bên phía của team. Úi dồi, thôi. Ăn một cái ulti Osaker nữa. Đến rồi, TB kiểu gì vẫn đang cố gắng lách. Mở cả Willowix ra để tìm vào cái ông chôn này thì là hơi cục rồi. Quá cục. Liquid họ đang đánh cái kiểu là không hoan nhượng. Ở mid này thì một mình Mike đang chấp hết. Dota Hải Phòng. Black Hole á, để làm gì đây khi anh ta còn hồi sinh. Và cái lượng đam là không đủ để mà chết cái mạng đầu tiên luôn. Bài bắt ra đến từ chôn, cố gắng bắt theo cái người con BB này nhưng mà bị khóa tay rồi. Chán thật sự luôn đấy. Mike thậm chí bây giờ anh ta còn finish luôn cả vị trí của Saksa cho nó cẩn thận. Ê cô ơi, không còn gì để diễn tả cái sự đẹp mắt của Vagobat này.
tôi cạn lời vào các bạn này và Sumail giờ thì sử dụng tình huống Winter Curse có lẽ chỉ là để làm cảnh thôi. Thôi gì gì. Nên gõ gì gì đi. Gì. Đánh gì nữa. Gì gì anh em ạ. 2-0 dành cho bên phía Liquid. Không thể nào dễ dàng hơn. Đây rồi, 2 Liquid.